Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và trong video lần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bước di chuyển cơ bản đằng sau sân trong cầu lông. Về bước di chuyển trong cầu lông ở đằng sau sân thì chúng ta có hai kiểu di chuyển. Kiểu đầu tiên là chúng ta di chuyển bước dồn, đó là như này. Và kiểu thứ hai đó chính là di chuyển cắt chéo chân, đó là như này. Đặc điểm của hai kiểu di chuyển này thì cái tốc độ của nó gần như là tương đương nhau. Nhưng cái kiểu di chuyển bước dồn ấy thì chúng ta hay dùng trong thế chủ động. Bước di chuyển cắt chéo chân ấy, thì chúng ta hay sử dụng trong lúc bị động. Như theo ý kiến của riêng mình thì mình nghĩ cái bước di chuyển dồn ấy thì nó sẽ dành cho trong đánh đôi nhiều hơn. Tại vì trong đánh đôi cái phạm vi sân nó bé, mình chỉ cần bao quát một phần nửa sân thôi. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái bước dồn này, nó sẽ nhanh hơn và nó trong thế chủ động. Còn ở trong đánh đơn, cái phạm vi của mình bao quát nó cả cái sân nó lớn thì đằng sau mình sẽ sử dụng cái bước cắt nhiều hơn. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn hai kiểu di chuyển ở đằng sau sân trong cầu lông. Thì trong các video tiếp theo, các bạn muốn mình làm về những cái vấn đề hay là những kỹ thuật gì ở trong cầu lông thì hãy comment bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.